Ngày hôm nay có một chị khách hàng nhắn tin hỏi em, à, đó là đạt ơi, thị trường nó diễn ra phiên phân phối số em tạm gọi là ít, rồi thì có nên bán cổ phiếu ra hay không em? À, thì khi mà em nhận được câu hỏi này thì em bảo chị là gửi danh mục em xem thử. Thì khi mà em nhìn danh mục á, thì em rất là bất ngờ, bởi vì danh mục của chị có thể gọi là một cái danh mục top đầu trên thị trường ở trong giờ hiện tại với rất nhiều những cái cổ phiếu mạnh và một cái vị thế rất là tốt. À, thì đây là một cái vấn đề của rất nhiều anh chị nhà đầu tư trong giai đoạn này kể cả với những anh chị nhà đầu tư có được cổ phiếu mạnh hay là vị thế tốt hay với những anh chị nhà đầu tư đang có những cái mạ cổ phiếu rất mạnh trên thị trường cũng đều đang muốn bán cổ phiếu ra vậy thì thị trường nó đang làm cái gì mà đa phần nhà đầu tư nghĩ rằng là thị trường đang phân phối như vậy và liệu chúng ta có nên bán cái mạ cổ phiếu ra hay là không chờ chỉnh mua lại hay là không thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ bóc tách kỹ với anh chị để giúp anh chị có một cái góc nhìn tốt hơn và hành động tốt hơn trong sắp tới. Thì chào mừng tất cả quý anh chị nhà tư đã quay trở lại với kênh của Nguyên Đạt Official. À, thì em là Nguyên Đạt Ngày hôm nay như thường lệ thì vào mỗi thứ năm chúng ta lại gặp nhau trong một cái video bản tin Tuy nhiên là một chút về thị trường của cái phiên ngày hôm nay Nhìn qua về một số các cái nhấn mạnh cũng như là một số các cái chiến lược Mà em định cho anh chị trong những cái dòng sắp tới à, Thì trước khi mà chúng ta bắt đầu video thì anh chị xem video thì có thể bỏ ra vài giây ha những à, Nhấn cho em một cái nút like cũng như là một cái nút đăng ký kênh à, subscribe kênh nếu anh chị chưa đăng ký anh chị nào muốn đồng hành cùng em ở trong room khách hàng thì cứ liên hệ qua hai bạn trợ lý của em à, là bạn Trinh và bạn Dung à, số điện thoại em để dưới màn hình à, cảm ơn anh chị rất là nhiều à, đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh À, thị trường ngày hôm nay như thế nào thị trường ngày hôm nay ngày 22 tháng 2 đóng cửa cái mức giảm gần 3 điểm à, và cái mức điểm số là 1.227,31 thanh khoản của thị trường ngày hôm nay quanh ở cái mức trung bình là 18.000 17.950 tỷ đầu rồng thị trường thì có 217 mã tăng và 263 mã giảm à, tức là nghiêng về bên bán một chút, bên giảm một chút xíu Trong rổ Vin30 thì có 13 mã tăng à, và 16 mã giảm Đầu tiên chúng ta xin nhìn qua về cái mặt vận động của thị trường ngày hôm nay Thì ngày hôm nay thị trường nó cũng giống như ngày hôm qua Là thị trường nó giao dịch cũng tương đối chậm ở trong phiên. nó lình xình lình xình quanh cái mốc là tầm khoảng là một một hai hai À, 127 128 thì trường nó không có biến động quá nhiều rất lên lình xình lình xình trong một cái vùng à, buổi chiều thì thị trường nó giao dịch biến động hơn à, với một cái volume nó lớn dần à, tức là có những cái nhịp đạp rất là mạnh à, và có những nhịp kéo của cổ phiên à, về cái bản chất và cái vận động của thị trường ngày hôm nay thì nó cũng giống như cái phiên ngày hôm qua à, thì khi mà thị trường nó xuất hiện cái uh, hai cái phiên dịch vừa rồi á, thì có rất nhiều nhiều chị khách hàng à, nói về à, là đạt ơi Uh, phiên phân phối số mấy rồi và trong buổi chiều ngày hôm nay thì chị khách hàng của em là Đạo ơi có phải là thị trường sẽ ra cái phiên phân phối số 2 rồi hay không em rồi thì em sẽ phân tích uh, với cái góc nhìn của em với tình hình thị trường hiện tại thì về cái xu hướng chính của thị trường á thì em vẫn giữ quan điểm trong xuyên suốt thời gian vừa qua là thị trường của chúng ta đã là một ốc trên. thì khi mà thị trường đã là một uptrend á thì anh chị sẽ thấy là sẽ có rất nhiều những cái tầng lớp nhà đầu tư người ta gì người ta sẽ nghi ngờ đó người ta sẽ người ta sẽ sợ sập và người ta sẽ sợ chảnh mà em nghĩ là không chỉ với những chị nhà đầu tư mà không có hàng đâu thậm chí là với chị khách hàng ngày hôm nay hỏi em em nhìn danh mục của chị em rất là bất ngờ với một cái câu hỏi đó tức là gì tức là với những nhà đầu tư người ta đang nắm được những cái cổ phiếu mạnh đang nắm được những cái phần lãi tốt người ta cũng đang sợ trong dàn này tức là cái tâm lý sợ hãi và tâm lý lo lắng đang rất là bao trùm trên thị trường đó thì em trả lời luôn với nhiều chị nhà đầu tư hỏi em á, là hiện tại là thị trường đã phân phối hay chưa thì với cái góc nhìn của em thị trường chúng ta là một tre. Thì để mà thị trường nó vừa mới đi lên chỉ trong vòng tầm khoảng một tháng, một tháng rưỡi á, thì chỉ gọi là điều chỉnh à, Chỉ gọi là gì? Biến động thôi, chỉ gọi là tích lũy lại thôi. Chứ thị trường nó chưa có một cái vùng phân phối nào ở đây cả. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là thị trường đi lên chưa có nhiều. Em nói với anh chị này, là nhiều như nó ờ à, đã coi sao thị trường nó lên cao quá em. Anh chị nhìn này, thị trường nó tăng này anh chị. Là anh chị nhìn thị trường nó tăng, không? nó tăng là phải tăng một cái sải như này anh chị. Đó, hoặc là thị trường nó tăng này anh chị. Anh chị thấy thị trường nó tăng không? Khi mà một thị trường nó up trên này là thị trường nó tăng rất là mạnh chứ không phải nó tăng tầm khoảng tháng tháng rưỡi anh chị nói thị trường nó phân vối. cái thứ hai á là các cái mã cổ phiếu nó lên chưa có nhiều em vẫn nói một lần nữa là anh chị nhìn thị trường nó tăng gớm gớm tức là từ 1080 đến cái vùng 11, 1127 đúng không anh nhìn anh chị nhìn thị trường nó tăng gớm gớm vậy nhưng mà cái bản chất của các cái mặt cổ phiếu nó lên chưa có nhiều em ví dụ như là một số những cái mặt cổ phiếu ngân hàng nha anh chị nếu mà tính từ cái nền tính, tính từ nền này á thì những cái mã cổ phiếu như ACB nó chỉ vừa mới lên tầm khoảng nhiêu tầm khoảng 15% thôi đây là một cái mặt cổ phiếu leader của nhóm ngân hàng thì từ quanh những cái vùng nền tích lũy của nó thì nó mới chỉ lên được tầm khoảng là 15 17 phần trăm thôi hoặc là những cái cổ phiếu như MBB này anh chị là từ những cái nền của nó tầm khoảng 20 thì hiện tại đi lên tầm khoảng là 15 20 phần trăm mà 15 20 phần trăm với một cái những cái dòng nó có sóng hay là những cái mặt cổ phiếu như HSC. thì nó mới chạy tầm khoảng 10 15 phần trăm thôi anh chị hoặc là những cái mặt cổ phiếu như GVR nếu mà tính từ đỉnh thì tầm khoảng là 20 đến 25 phần trăm thì với những cái mặt cổ phiếu đang có sống trong dòng này và nó đang có những cái bức chạy mạnh thì em đánh giá là chưa có nhiều anh chị thấy không các cái mã cổ phiếu nó chưa chạy cái xi si nhê đâu anh chị nhiều anh chị thấy là các cái mã cổ phiếu nó chạy 15 20 phần trăm anh chị nói là nó cao không nhưng mà nó còn chạy nữa đó thì đó là em nói là với những cái mã cổ phiếu nó đã có sống rồi thì các cái mã cổ phiếu nó lên chưa có nhiều rồi anh chị đó đó là điểm đầu tiên cái thứ hai á, là vẫn có rất nhiều các cái những mảng nó chưa có đi lên ví dụ như là anh chị thấy em nó có lên nè rồi gì chứng khoán nó có lên nè đúng không bất động sản nó có lên nè anh chị không hoặc là những cái mặt cổ phiếu như đầu tư công anh chị nhìn nó có lên nè à, dầu khí này, anh chị nhìn nó có lên nào. nó đi nó chỉ đi ngang thôi hình dung ạ à, tức là hình tình hình thị trường hiện tại vẫn tức là với những cái mặt à cổ phiếu dẫn dắt là nó lên chưa có nhiều cái thứ hai là vẫn có rất nhiều các cái nhóm ngành trên thị trường á, nó vẫn chưa có đi lên nhiều nghĩa là hiện tại thị trường nó vẫn đang trong một cái vùng em gọi là gì nó không gọi là quá sớm nhưng để gọi là thị trường nó có quá rủi ro để nó tạo ra một cái vùng phong phối là không á, thì với góc nhìn của em là không đó đó là cái điểm đầu tiên là về cái mặt gì về cái mặt à, thứ nhất là về cái mặt thời gian là thị trường nó lên chưa có nhiều cái thứ hai là về mặt các cái nhấn mạnh có sống biểu hiện là gì là ngân hàng và chứng khoán xin lỗi chị ngân hàng và bóng sản công nghiệp thì các cái mặt cổ phiếu nó lên chưa đủ nhiều và cái thứ ba có rất nhiều các cái nhấn mạnh trên thị trường đó, nó chưa có lên đó, đó, là về cái mặt vận động và nhìn chúng ta nhìn trực quan chúng ta thấy rồi cái thứ hai là về cái mặt tâm lý à, qua bao năm nhiều năm em đầu tư rồi và nhiều năm em tư vấn rồi thì anh chị để cởi nha một thị trường á mà nó rủ ro đó là anh chị nhìn trong râm zalo là thấy khoe lại rất là nhiều rồi anh chị nhìn ra broker á Đạt ơi xem đánh hay giữ em à, Đạt ơi xem đánh cái cổ phiếu này hay giữ em Đạt ơi làm sao để chị có thể chuyển ID về bên em em Thì đó là một thị trường rủi ro Còn một thị trường mà anh chị thấy vào trong trong zero á Đạt ơi cổ phiếu này bán không em Đạt ơi phiên phân phối số mấy rồi em Em ơi có nên bán cổ phiếu ra hay không em Anh chị ha em ơi sao thị trường rủi ro của em à, hay Đạt ơi Đạt ơi sao cái cổ phiếu này chị mua nó chưa lên em Thì đó là một thị trường an toàn nào, anh chị có để mỹ một thị trường mà gì phân phối các kiểu phiên phân phối số 1, phiên phân phối số 2 thì em nói chỉ là an toàn chạy anh chị nhìn anh chị có nhớ đoạn này không à? làm nói chỉ là trên thị trường á, đầy người đến phiên phân phối rất nhiều đến phân phối và đặc biệt ở trong cái vùng này nếu anh chị nào có xem kênh em đủ lâu hoặc là anh chị có thể xem lại những cái video trên kênh của em Đó, ví dụ như trên của em trên kênh của em có nhiều những cái video á thì anh chị nhớ trong giao này à? là em bảo mọi anh chị mua rất là nhiều trong cái vùng này là một trong một cái vùng em mua bảo anh chị mua rất rất nhiều nhưng mà người ta cứ đếm phiên phân phối phiên phân phối số 1, số 2, số 3 rồi phiên phân phối số 4 thì trường sắp sập tới nơi rồi và anh chị thấy không đa phần nhà tư trong nhiều rồi là lỡ sống là lỡ sống hết Đó, mà một thị trường mà anh chị thấy là còn sợ là còn tốt à, em nói góc nhìn nó đây là cái góc nhìn nó rộng hơn một chút xíu chứ em không có nói thiếu viên. bởi vì thị trường nói theo viên, thiếu dụ ngày xanh ngày đỏ thì em nói hết được nhưng mà về cái góc độ gì về cái mặt bản chất về cái mặt về biên độ và về cái mặt về các cái nhấn mạnh thì hiện tại là thị trường em đánh giá với chị là trong một xuống trong một chu kỳ nó vẫn còn rất an toàn nó vẫn còn rất an toàn ví dụ trong buổi sáng ngày hôm nay em có cập nhật cho nhiều chị khách hàng của em thì em có nói với nhiều chị khách hàng á là đầu tiên á là tinh thần thị trường thì em vẫn chưa có gì cập nhật mới quá nhiều đầu tiên á là xu hướng chính vẫn là ốc okay. đó, tức là chu hướng tính của thị trường nó vẫn là một ốc okay. tuy nhiên đã, nó đi cũng phải nó lại thì nhiều chị hỏi đã ơi ví dụ như là chị mua trong dòng này nó có trẻ hay không nó đã hơi trẻ rồi em dùng từ hơi nó đã hơi trẻ rồi và về cái mặt thời điểm ấy, thì nó không còn quá tốt nữa tuy nhiên còn cơ hội hay không vẫn còn em nói với chị là thị trường này còn đầy cơ hội và rất nhiều các cái nhóm mạnh nó chưa có lên đâu vậy nên thị trường này chị cứ yên tâm tuy nhiên thì với cái góc độ về trong ngắn hạn em nói là trong ngắn hạn nha hồi nãy giờ chúng ta nói cái góc độ về phiên phân phối rồi à, là nhiều nhỏ ở đặt ở thị trường nó có sập không em thị trường có phân phối không em thì em nói với chị là thị trường này còn thoải mái chị đã thoải mái chị đã em đánh giá với chị là với cái vận động và cái vị trí của thị trường hiện tại á nó đang quanh ở những cái vùng như này thôi đang quanh những cái vùng như này thôi, hoặc là đang quanh những cái vùng như này thôi, nó chưa đi lên nhiều, thôi. hoặc là đang quanh những cái vùng như này thôi anh chị, nó chưa đi lên nhiều đâu anh chị. Em nói thẳng với anh chị như vậy, nếu anh chị đừng có lo về cái xuống chính của thị trường, nó quá rủ ro Em vẫn giữ quan điểm là thị trường chúng ta còn đi lên dài. Em nói gì nhiều thì nói, Ờ đã ơi, thị trường nó có ờ, nó có chỉnh nó về nó về một hai năm mươi, một một ba trăm hay là một ngàn bốn trăm em. Thì em nói gì là với một cái sóng ngân hàng mà nó mạnh như năm nay á, thị trường về ngàn rưỡi cũng có. Chứ đừng nói là ngàn hai năm mươi bởi vì ngân hàng là cái nhóm mà nó có vốn hóa lớn vậy thì các cái mặt cổ phiếu ngân hàng một khi mà nó kéo sâu này mà nó kéo mạnh như vậy là về ngàn rưỡi không có nên nó nên đó nó là về xu hướng chính của nó như là thị trường chúng ta vẫn là một ốc okay. tre tuy nhiên trong ngắn hạn em nói ở đây là trong ngắn hạn tức là trong khoảng thời gian trở lại đây và trong vài phiên sắp tới thì thị trường chúng ta đã tương đối trở về cái mặt về nhịp tăng tức là sao tức là trong buổi sáng ngày hôm nay thì nó chỉ là ngắn hạn nói nhiều gì trong room khách hàng á là ngắn hạn là gì là thị trường đang gần cuối của một cái nhịp tăng ngắn đang gần cuối của một cái nhịp tăng ngắn, tức là nếu mà chúng ta xét về cái nhịp tăng này nha anh chị. Em em diễn giải cho anh chị thấy này. Tức là nếu mà chúng ta xét về cái nhịp tăng này là cái một cái nhịp tăng đây. Anh chị anh ghi thôi. Ví dụ cái nhịp tăng này. Đó, là một nhịp tăng. Và cái nhịp tăng này là tính từ chỗ này là một nhịp tăng. Thì em đánh giá với anh chị là cái quanh vùng giá hiện tại của thị trường á, nó đang quanh ở những cái vùng chỗ này của thị trường này. Tức là thị trường nó đã đi lên một cái đoạn gần nhất từ một cái nhịp điều chỉnh gần nhất thì để nói thị trường nó có tốt để mua mới hay là không hay là gì hay là có vấn đề về tức là thị trường nó có biến động hay không á thì ít hay nhiều là thị trường nó sẽ có những cái mức biến động bởi vì là thị trường nó đã đi lên được một đoạn rồi anh chị và anh chị nhìn rất nhiều những cái mã cổ phiếu như là GVR này anh chị tính từ chỗ này đến chỗ này nha anh chị nhìn GVR này là như thế tăng không đây này từ cái nhịp điều chỉnh gần nhất này. anh thấy anh chị nhìn SJC này anh không? hoặc là anh chị nhìn những cái mã cổ phiếu như IDC này từ cái nhịp điều chỉnh gần nhất đúng không chị hoặc là nhìn những cái mã cổ phiếu như Techcombank này như MSB này, như VIP này, như CTG này anh chị nhìn những cái dịp điều chỉnh nhất thì đa phần những cái mà cổ phiếu nó đã đi lên được một đoạn rồi. Hình dung ạ, tức là cái thời điểm hiện tại không phải là thời điểm mua tốt, mua an toàn trong ngắn hạn. Anh chị lưu ý cho em từ trong ngắn hạn. Đó thì hồi nãy có phân tích với anh chị là hiện tại á là thị trường á nó đang bị dao động. Em không nói những cái phiên này á là phân phối. Tức là cái bản chất là thị trường đang gặp áp lực cung. Và anh chị cũng thấy là rất nhiều những cái mã cổ phiếu nó đang chỉnh rồi. Ví dụ gì? Họ phát thép anh chị ha rất nhiều những cái cổ phiếu nó đã chỉnh rồi anh chị nhìn nha đất xanh đúng không chị hay là những cái cổ phiếu như mờ đúng rồi rất nhiều những cái cổ phiếu đang chỉnh rồi hoặc là những cái mặt cổ phiếu nhóm những một số những cái mặt cổ phiếu nhóm bán lẻ như DC World hoặc là những cái mặt cổ phiếu như FRT à, FRT thì chưa chỉnh nó vẫn đang đi ngang nhưng mà nó cũng đã có những cái vùng rung lắc hoặc là những cái mặt cổ phiếu như DIG những cái mặt cổ phiếu như là những cái mặt cổ phiếu như xe hoặc là HTC trong những cái phiên ngọn trợ ở đây thì đã có một số các cái nhóm mạnh quý nhiều bóng hoặc là một số những cái mặt cổ phiếu chứng khoán VND này, EDI này, VCI này, BSI này, MBS. nghĩa là thị trường ở một số các nhà mạng nó đang gặp áp lực cung rồi. Thì khi mà thị trường nó gặp áp lực cung như vậy thì cái bản chất của thị trường á là thị trường đang bị dao động. Thì em á, với em như vậy, em dùng từ bị là dao động chứ em không dùng từ phân phối. Bởi vì khi mà thị trường nó bị dao động á là thị trường nó chỉ gọi là chỉnh thôi. Anh chị hiểu không? Đó chứ em không có dùng từ ở phiên phân phối số máy để anh chị lo. Ok, thì anh chị lưu là với cái bản chất của thị trường khi mà thị trường mình nó bị dao động này á thì ngắn hạn trong vài phía sắp tới, thị trường nó có thể xảy ra những cái nhịp biến động trong ngắn hạn. Một là thị trường nó sẽ xảy ra những cái nhịp rung lắc điều chỉnh, hai là thị trường nó sẽ có những cái vùng đi ngang. Thì để gọi chung là thị trường nó có điều chỉnh hay không để em gọi chung nha. Thì thị trường nó sẽ diễn ra một cái nhịp nghỉ ngơi cho nó dễ dễ hiểu đây. Chứ anh chị nói là phân phối điều chỉnh hay là biến động các kiểu là anh chị hay gọi là anh chị hay bị bị sợ thì nó là thị trường nó sẽ có một cái nhịp nghỉ ngơi. Nào ví dụ anh chị nhìn thị trường đi lên này, anh chị. đây này, ví dụ như thị trường đi lên này. Đây anh chị, đi lên này thì đây là giai đoạn nghỉ ngơi đúng không đi lên thì đây là giai đoạn nghỉ ngơi à, hay là ví dụ như là đi lên anh chị ví dụ đi đi lên này anh chị thì đây là những cái giai đoạn nó thì trường nó nghỉ ngơi hay anh chị anh đây anh chị nào ví dụ khi mà thị trường đi lên này thì đây là giai đoạn thị trường nó nghỉ ngơi anh chị đợi một số điểm sửa cái đây lại cho nó đậm đậm xíu anh chị ví dụ khi thị trường đi lên này thì đây là giai đoạn nghỉ ngơi này. đây là giai đoạn nghỉ ngơi này. đây là giai đoạn nghỉ ngơi này. nghỉ ngơi này. Đó, thì em gọi là giai đoạn nghỉ ngơi tức là thị trường nó xảy ra những nhịp biến động và rung lắc còn cái nhịp biến động thì trường nó rung lắc nó biến động như thế nào á, thì mình không có thể nói trước được bởi vì đó là cái vấn đề của thị trường chứ không phải là cái vấn đề của chúng ta. Chúng ta chỉ biết rằng là thị trường nó sẽ xảy ra một cái nhịp nghỉ ngơi và đó là một cái nhịp nghỉ ngơi trần cần thiết trong một cái quá trình uptrend của thị trường. Không có một cái uptrend nào mà thị trường đi lên mãi và không có một cái cổ phiếu nào nó đi lên mãi anh chị. Nó đi lên mãi ai cũng giàu sao? Và nó đi lên mãi ai cũng rớt hàng thì ai lái nó bán cho ai? Đúng không, chị? Ví dụ như trong cái quá trình đi lên những cái mà cổ phiếu nó không có rung rũ, những cái mà cổ phiếu nó không rung lắc thì lái nó bán cho ai ví dụ nhà đầu tư mà lại hết thì lái là bị ốp bồn sao không chị em ví dụ một một cái cổ phiếu em rất là hay nói với chị ví dụ SA đây là một cái cổ phiếu siêu uptrend. trên quý anh chị nhìn này đi lên mà nó không có nhịp này á ai rất hàng đi lên mà không có những nhịp đi ngang chỉnh chỉnh như này á, thì ai mà bán? nhỏ lẻ cầm hàng hết thì sao thì đó là cái bản chất của cái quá trình nghỉ ngơi của thị trường và khi mà thị trường nghỉ ngơi thì một số các cái mặt cổ phiếu trên thị trường á, nó sẽ cũng có một cái quá trình nghỉ ngơi như vậy anh chị hình như đó thì trong buổi sáng thì có nói với nhiều chị khách hàng là ngắn hạn là thị trường nó đã đang gần cuối của một cái nhịp tăng ngắn em dùng từ ngắn để cho nhiều chị khỏi hiểu lầm nghĩa là thị trường nó sẽ diễn ra một cái quá trình nghỉ ngơi và chúng ta không nên đoán là thị trường nó sẽ biến động hay là rung lắc như thế nào nhiều chị nói ờ à, đã ơi thị trường nó có về ngàn hai không em thị trường nó có chỉnh về một ngàn một ngàn hai trăm mười không em thị trường nó có chỉnh về một ngàn hai trăm hai mươi không em em làm sao biết được vậy em mà biết được thị trường nó chỉnh về bao nhiêu em đâu em đâu ngồi đây em nói với chị làm cái gì và không ai một ai trên thị trường á nói cho anh chị là uh, là thị trường nó chỉnh về bao nhiêu đó anh chị và nó nói cho anh chị là chị không cần quan tâm chừng nào cái mặt cổ phiếu nó có điểm mua thì múc đơn giản vậy thôi ví dụ như anh chị có nhớ là trong cái nhịp này không anh chị có nhớ là trong cái nhịp này là rất nhiều người trên thị trường đếm anh nói chỉ là uh, phiên phân phối số máy nhưng mà anh chị nhớ trong nhịp này em báo em báo mua anh chị rất là nhiều không HSC, gvr dtd bhr rất nhiều những cái cổ phiếu hay gì ecb m ctg hoặc là gì techcombank msb vib báo rất chia sẻ với anh chị rất là nhiều đó em có nói là thị trường nó phân phối không? em có nói là thị trường ờ à, là nó phải giảm và bao nhiêu em không phân tích điểm số tức là nhiều chị vẽ ờ à, là thị trường nó phải về dưới này dưới này các kiểu em thấy thế nào không có quan trọng và nó cũng không có cần thiết và anh chỉ biết càng nhiều anh chỉ sợ càng nhiều chứ không làm gì hết chứ hình dung ạ à. thì em nghĩ là với thị trường nó biến động nào thì anh chị có để cho nó biến động khi nào thị trường nó có thể tìm ra những điểm mua mới thì em sẽ ưu tiên cho những chị trong rong khách hàng Đó. anh chị nào đã theo dõi như cái kênh của em thì với những chị trong nhóm khách hàng của em thì sẽ được em ưu tiên đầu tiên còn khi mà em lên video thì nhiều lúc anh chị gọi là cập nhật sâu thôi và các cái điểm đa phần là các cái điểm mua trẻ. Đó, nên là anh chị muốn tham gia room để có sắp tới khi mà thị trường nó biến động và nó nghỉ ngơi xong thì sẽ có những cái cổ phiếu và sẽ có những cái vị thế tốt nhất trên thị trường. Ok, đó, thì nó là quan điểm hồi nãy là gì? Nên đây không phải là một giai đoạn mua lung tung. Đây không phải là một cái dòng giai đoạn mua lung tung như anh chị và cái cổ phiếu nó phải có cái đặc biệt cái đạt điều kiện, tức là phải đạt điều kiện tốt nhất và phải đạt, tức là nó phải em dùng từ đặc biệt. Tức là cái cổ phiếu nó phải đặc biệt và cổ phiếu đặc biệt đó nó phải đạt điều kiện thì mới nên mua chứ không nên mua lung tung. Đây nè anh chị, em nói em gõ từ mua lung tung cho anh chị thấy nè. Đây nè anh chị, đây nè. tầm khoảng 3 ngày trước này, không mua lung tung này, không mua lung tung này, anh chị không? Từ lung tung này anh chị. Em nói với chị nhiều chị khách hàng của em rất là nhiều. Đây này. Hai một hai tuần sắp tới không mua lung tung này. Đó, điểm mua thì không có còn nhiều nữa, không mua lung tung này, không mua lung tung, tức là nói tức là gian này không phải là nhuận, anh chị mua lung tung. Bởi vì sao? Bởi vì các trong dàn này á, tin anh chị sẽ gặp tình trạng trong nhiều sắp tới nha. Là khi mà anh chị mua lung tung á là anh chị sẽ bị kẹp. Anh như này. Đó, tức là khi mà thị trường mua trong những cái vùng như này thì gì? khi mà chị mua trong những cái vùng em nói là khi mà thị trường đây lên mà chị mua lung tung nha. còn khi mà thị trường nó chỉnh thì em nói nhưng mà khi mà thị trường nó bị lưng lẫn nếu mà dùng từ gọi là nó dễ hiểu và dùng từ nó bình dân á gọi là thị trường nó bị lưng chần và thị trường nó bị lưng lẫn tức là thị trường nó bị treo leo treo leo mà chị mua lung tung á là gì? là khi mà thị trường chỉnh anh chị sẽ bị kẹp em biết là nếu anh chị là mua lung tung trong giờ hiện tại là anh chị sẽ bị kẹp đúng không chị? và khi bị kẹp và khi mà thị trường nó chỉnh một phát là anh chị sẽ bán ra anh chị sẽ bán rồi anh chị sợ, tức là nó chạm cái điểm cắt lỗ 5 6% hay gì đó là anh chị sẽ bán ra. Và khi mà anh chị bán ra rồi, khi mà thị trường nó chỉnh xong lên lại á, là anh chị sẽ tiếp tục nghi ngờ và anh chị lỡ sóng. Nên là trong giai đoạn này về vấn đề về mua thì trong đây, đây giai đoạn này không phải là một cái giai đoạn anh chị gì, anh chị mua lung tung. Em nói với anh chị rất là nhiều, mua giai đoạn này phải là những cái cổ phiếu đặc biệt. Và cổ phiếu đặc biệt đó phải là những cái cổ phiếu đạt điều kiện thì mới mua, còn không mua lung tung. Bởi vì sao? Bởi vì anh chị đã bị trễ nhịp với thị trường em nói với anh chị nha anh chị mua trong cái dòng này anh chị mua cái cổ phiếu ngân hàng nào anh chị mua cổ phiếu khu công nghiệp nào lãi hết nhưng chưa chắc khi mà chị mua trong cái vùng này anh chị có lãi hoặc chưa chắc anh chị mua cái lại nhiều đúng không đúng không vậy đó tức là cái gì tức là đó là cái tính thời điểm của thị trường tức là anh chị đã bị trẻ nhịp với thị trường rồi thì khi mình bị trẻ nhịp rồi á thì nếu như nào đang cầm tiền hoặc là anh chị nào chưa giải ngân hết thì sắp tới có thể vào rung khách hàng của em thì em sẽ định hướng cho những chị nhà đầu tư đó, nhưng mà thị trường qua cái nhịp nghỉ ngơi sắp tới sẽ có rất nhiều những cái cổ phiếu nó sẽ tạo ra điểm mua. Còn thị trường nó chỉnh về bao nhiêu em sẽ không phân tích nha anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì khi anh khi bạn phân tích anh chị ờ à, là thị trường nó có thể chỉnh về ngàn hai thì lỡ thị trường nó chỉnh về ngàn hai trăm đi lên làm sao? Là anh chị nói ờ à, thị trường nó chưa về ngàn hai ta mua. Đúng không anh chị? Tức là thị trường nó chỉnh nào thì kệ nó và sẽ có những cái tiếp em chia sẻ với anh chị là sẽ có những cái tiếp mình biết được là thị trường nó nghỉ ngơi hay xong tức là nó nghỉ ngơi xong hay chưa. À, thì sau này thì em sẽ định hướng với anh chị. Ok, đó nên là vấn đề về mua thì giao này không mua lung tung em nói với chị rất nhiều và giao này thì anh chị sẽ thấy một cái đặc điểm là gì các cái mã cổ phiếu nó sẽ kích lệnh lên và nó sẽ tạo ra một cái điểm nổ nó sẽ tạo ra một cái điểm nổ trong vòng tầm khoảng ba bốn ngày trước á, thì em có nói với nhiều chị khách hàng của em cái điểm nổ này đã tức là tầm khoảng ngày 20 mươi đây này anh chị đây tức là tầm khoảng ngày 20 tháng 2 ngày 20 tháng 2 tức là ngày bao nhiêu ngày 20 tháng 2 tức là ngày hôm kia hôm nay thứ năm tức là hôm hôm thứ ba đó thì khi mà thị trường anh chị anh chị em nói gì là khi thị trường đã đi lên được được một đoạn dài từ một cái đợt điều chỉnh gần nhất thì các điểm nổ 95% sẽ không phải là điểm mua. Đoạn này á, là 10 con nổ là 9 con đã xịt xịt. Anh chị để kể mà xem, anh chị theo dõi những cái mặt cổ phiếu dạng này mà xem. 10 con nổ là 9 con gì? Nổ xong xịt hoặc nổ xong đi ngang chứ không có tăng nhiều. Anh chị để kể rất nhiều những cái mặt cổ phiếu trong này. Đó nên là chị phải cẩn thận các cái phim rất cao trong dòng này. Đôi khi nó nó là điểm bán, chốt lời chứ không phải là điểm mua. Còn chị có bán hay không thì tùy vào anh chị. Nhưng các điểm nổ trong dòng này đa phần không phải là điểm mua ngoài trừ một số những cái cổ phiếu đặc biệt đạt điều kiện đặc biệt em đã nói với anh chị rất là nhiều đúng vậy ok đã thì hồi nãy đang nói dở là gì ok đã, thì hồi nãy nói dở là về vấn đó là vấn vấn, vấn đề mua là không mua lung tung cái thứ hai á, là vấn đề về về bán đây cái thứ hai là vấn đề về bán này anh chị đây là về vấn đề về bán là đối với những cái cổ phiếu tức là với những chị em có với những chị em nào anh chị nào có kỳ trọng đánh ngắn ví dụ chị có tẩy, tỷ anh chị đánh ngắn tầm khoảng hai ba trăm triệu hoặc là chị đánh ngắn tầm khoảng ba bốn trăm triệu á thì ba bốn phiên trước khi mà thị trường nó kéo rộ và những cái mặt cổ phiếu nó nổ lên á thì em có nói với anh chị anh chị khách hàng là bán cái chủ động dần một số những cái mặt cổ phiếu lướt tay cộng rồi tức là những cái mặt cổ phiếu lướt tay cộng thì tầm khoảng là hai ba phiên trước đã tức là khi những cái mặt cổ phiếu nó nổ lên là chốt nổ lên là bán nổ lên là chốt vậy thì đó là mình bán chủ động dần tức là mình bán dần đó, đó là với những trường hợp đánh ngắn nhưng mà với cái thị trường nắm dẫn ví dụ như anh chị nào xem video của em hoặc là anh chị nào ở trong ngân hàng thì anh chị biết là những cái mặt cổ phiếu này là những cái mặt cổ phiếu đánh tập trung và những cái mặt cổ phiếu nắm giữ nào ví dụ những cái mặt cổ phiếu như lãi 15, xin lỗi chị lãi 13 đến 15%. Những cái mặt cổ phiếu DTD lãi tầm khoảng 15%. Những cái mặt cổ phiếu như GVR anh chị nào vào sớm thì lãi hơn 30% rồi. Anh chị nào vào sau thì tầm khoảng 15 20%. Tức là đa phần là có lãi. Thì với những cái mặt cổ phiếu như vậy á thì sao? Thì em sẽ nắm giữ chứ em không có bán chờ chỉnh mua lại. À, nhiều chị hỏi em là uh, có bán chờ chỉnh mua lại không thì em nói là không cần bán ra chờ chỉnh mua lại vì đó là phong cách quen. Với những cái mặt cổ phiếu mà em nắm giữ gì? Chừng là xấu tanh bàn mát. Chứ đừng ở uh, đừng ăn lặt nhặt gì, đừng ăn tầm khoảng 15 20 phần trăm. Nhiều chị thấy là ở 15 20 hoặc là 30 phần chị thấy nhiều đó, với em chưa có nhiều. Cái này thì em nói với anh chị từ đầu sống rồi. Tức là cái sống này anh chị làm một cái sống ấp trên và một và làm một cái sống rất nhiều những cái cổ phiếu đi lên nên mình ăn á, mình phải ăn cho nhiều. Và mình ăn là gì? Mình phải ăn con tâm hợp. Chứ đừng có ăn con con gì? Con tép riêu. Ăn là phải ăn con tâm hợp chứ đừng ăn con tép riêu. Ăn con tép riêu thì rút tiền ra gửi, gửi, ngân hàng đây, Chia sẻ với anh chị thật lòng. Bởi vì anh chị có ăn con tép riêu á, sau này cũng nhớ nghe đến bao năm bao năm em đầu tư cho hàng ngàn à, gọi là bao năm đầu tư cũng là tư vấn cho nhiều chị em biết rồi anh chị nào ăn con thép riêu sau này cũng dính ngay đỉnh à? chắc chắn là gì vậy luôn đã, nên là với những cái mảng cổ phiếu tỷ trọng nắm giữ và cái cổ phiếu ok nó chưa vi phạm hay là nó không có gì biến động á, thì giữ chấp chỉnh đã chứ không có cần là chờ chỉnh mua lại bởi vì các anh chị có biết là có rất nhiều những cái mảng cổ phiếu khi mà thị trường nó chỉnh á, nó không có chỉnh anh chị nhìn nha em nói với chị nè em lấy một cái cổ phiếu đây là một cái mặt cổ phiếu em nói với chị rất là nhiều em bật cho anh chị thấy nha đây anh chị nhìn khi thị trường nó chỉnh này thì ra nó chỉnh đúng một cái đây này thị trường nghỉ này đúng ngay sau đó cân vào lên rồi khi mà thị trường nó nghỉ ngơi này SI nó đi ngang đâu có chỉnh đâu đúng không rồi khi mà thị trường nó chỉnh này anh chị ra nó tăng không anh nhau nè thị trường chỉnh này cổ phiếu nó nó, nó cái giảm đâu nó còn tăng á đúng không hay là khi mà thị trường nó rung lắc này nó chỉnh đúng cây lên hay là khi mà thị trường nó chỉnh này đi ngang lên anh chị thấy không? những cái cổ phiếu cổ phiếu mà nó có chỉnh đâu không và nhiều lúc nó cũng tăng hoặc cái gì nhiều lúc nó chỉnh một hai cây rồi nó lên nào Nếu là nhiều giờ đã có, có những bán những cái mặt cổ phiếu như GVR hay không em bán cho chỉnh mua lại không thì em nói chỉ là chưa biết những cái cổ phiếu này nó có chỉnh hay không và cái thứ hai nhiều lúc nó chỉnh cây rồi nó lên và cái thứ ba thì nhiều lúc nó chỉnh đốn chị dám mua lại em gặp rất nhiều chị anh khách hàng rồi bởi vì em tư vấn nhiều chị khách hàng em biết mà lãi ba phần trăm bốn phần trăm rất nhiều những cái cổ phiếu ở sóng trước nhưng mà bán ra cho chỉnh lại kê ở cái mức giá thấp bởi vì nhiều lúc cái cổ phiếu nó chỉ đi ngang thôi à, ví dụ như là cái cổ phiếu nó trước khi thị trường chỉnh nó giá 40 rồi thị trường chỉnh nó về tầm khoảng 38.5 à bắt đầu kê 37 36 rồi khi mà cái mặt cổ phiếu đi lên ở ờ, nói ở ờ, cái mặt cổ phiếu nó lỡ chạy thôi chị mua này. thì đó là em gặp rất là nhiều trường hợp như vậy anh chị ha nghĩa là những cái mặt cổ phiếu nó có sống anh chị nhiều lúc nhiều lúc nó nó đi ngang nó tăng hoặc là nhiều nó chỉnh cắn cây hai cây, cây, cây như vậy đã nên là nhiều anh chị hỏi em là gì là với những cái mặt cổ phiếu nó ok những cái mặt cổ phiếu nó có sống ví dụ như ngân hàng hoặc là những cái mặt cổ phiếu như là khu công nghiệp hay là những cái mặt cổ phiếu riêng lẻ mà nó có những cái điểm tức là nó có những cái trên mạnh thì có nên bán hay không thì em nói chỉ là chừng nào nó xấu thì bán còn không dù chấp nhận thì đó là cái góc nhìn em ok đó thì trong đầu cái video ngày hôm nay thì em chia sẻ với anh chị một cái góc độ như vậy để anh chị hiểu là cái tâm nhìn và cái chiến lược của em trong dòng này là như thế nào và nhiều anh chị nghe cái góc tức là nhiều anh chị nghe góc độ như vậy là bởi vì em có quyền làm như vậy bởi vì những cái mặt cổ phiếu trong danh mục của em em tự tin với anh chị là những cái mặt cổ phiếu tốt nhất trên thị trường. Tức là không phải là những cái mặt cổ phiếu nào cũng lãi như nhau. Có con mạnh có con yếu nhưng mà về cái mặt sức mạnh nó đều là những cái mặt cổ phiếu tốt đầu trên thị trường. Nó đều là những cái cổ phiếu mạnh nhất. Nó đều là những cái mặt cổ phiếu tốt nhất. Thì em có quyền nói như vậy. Còn với những anh chị nào mua những cái mặt cổ phiếu đang cắm đầu đi xuống hoặc là nó không chung pha so với thị trường. Ví dụ Nam Kim này. Thì gì? Thì anh chị đã mua bị sai cổ phiếu. Anh chị hình không? Tức là cái vấn đề ở đây em nói với chị là gì? Là với những cái cổ phiếu nó mạnh Và với những cái mã cổ phiếu nó có Trên nó có sống Hoặc là gì? Nó phải có một cái vị thế độ tốt Thì anh chị mới làm được những cái điều như em đó. Còn nếu mà anh chị không làm được á Anh chị phải xem lại cái vấn đề về chọn cổ phiếu Và vấn đề về mua bán của mình Trong những cái nhịp ở phía sau Nó Còn ví dụ anh chị thấy là trong cái nhịp rồi thì trường nó đi lên tăng rất là nhiều Nhưng mà những cái mặt cổ phiếu năng kim nó chỉ cắm đầu nó giảm Những cái mà cổ phiếu nó đắt nó chỉ cắm đầu nó giảm thôi anh không? nó chỉ cấm đâu nó giảm nó có tăng đâu nó chưa tăng là nó đã giảm rồi hình ừ. vô hay là những cái mà cổ phiếu như bv này là anh chị thấy nó có tăng đâu thì đó là gì đó là vấn đề về chọn cổ phiếu ok đó thì hồi nãy em có nói đang nói dở là với những cái mặt cổ phiếu có trên mạnh nha em nói một lần một lần nữa này thì anh nhiều giờ các bán hay không á thì với những cái tỷ trọng nắm giữ đặc biệt là với những cái cổ phiếu mạnh không có vấn đề vi phạm thì cứ dừng lại chị em, không có vấn đề gì phải bán ok đó thì em tư vấn hai chiều về mua và bán để anh chị có thể chủ động còn nhiều chị hỏi em ờ đạt ơi chị đang nắm những cái mặt cổ phiếu dòng thép nó yếu như vậy hay là những cái mặt cổ phiếu bóng sản nó yếu như vậy thì tư vấn như thế nào em thì thật sự với những cái mặt cổ phiếu này em không mua thì em rất là khó tư vấn là bởi vì cái vấn đề cốt lõi đầu tiên là cái vấn đề về mua cổ phiếu chị đã mua bị sai rồi thì mình mình bị sai tàu rồi ví dụ như tàu của em là tàu những cái mặt cổ phiếu gì những cái mặt cổ phiếu ngân hàng những cái mặt cổ phiếu khu công nghiệp hay là những cái mặt cổ phiếu như dgc dabaco hoặc là những cái mặt cổ phiếu mạnh của những cái mặt cổ phiếu bóng sản như phát đạt hay là những cái mặt cổ phiếu chứng khoán gì những cái mặt cổ phiếu chứng khoán như fz là vẫn cầm bếp vẫn cầm này, HCM vẫn cầm, ai vẫn cầm. Là gì? Là bởi vì anh chị bị sai tàu. Tức là anh chị bị sai tàu về. Hình dung không? Thì đây vẫn là những cái mặt cổ phiếu rất là mạnh. Hình dung ạ? À? Và cái vị thế đủ tốt để có thể là để chấp có thể là nó có thể có một cái nhịp biến động. Đã. còn với, với những với những anh chị nào đang nắm những cái mặt cổ phiếu nó quá yếu thì thật sự là rất là khó. Nào anh chị khuyên với anh chị là nếu anh chị nào đang nắm vào những cái mặt cổ phiếu nó quá yếu á, thì có thể là một á, nó nó chỉ bán ra thì không biết là vì thế anh chị như thế nào nhưng mà nếu mà những cái mặt cổ phiếu nó quá yếu thì mình là anh chị giữ một tỷ trọng phù hợp tức là nếu mà thị trường nó có giảm thì trường nó có rung lắc hay là cái mặt cổ phiếu nó có biến động á, nó cũng không gây thất thoát cho anh chị quá nhiều thì nó sẽ là cái mức xử lý phù hợp nhất chứ em cũng không khuyên anh chị là ở bán bất động sản bán thép hay là bán những cái mặt cổ phiếu nào yếu là bởi vì chúng ta bị sai tàu tức là chúng ta không chung tàu với nhau và chúng ta không cùng các cái nhân ngành nó với nhau thì đã nói rất là khó tư vấn bởi vì nhiều lúc em tư vấn xong cái mặt cổ phiếu nó tăng á mình cũng bị đụng chạm đã nên là về cái tinh thần á, Chúng em nói với chị như vậy. Đầu tiên vấn đề về mua. Đây không phải là một giai đoạn mua lung tung. Nó là một lần này. Đây không phải là một giai đoạn mua lung tung. Bởi vì mua lung tung á là kịp hàng chắc. Nên anh chị. này em diễn biến cho tâm lý nhiều anh chị là mua lung tung này. Giai thấp tới mua lung tung nha là kịp hàng. Sau khi kịp hàng á là thị trường nó sẽ chỉnh. Thị trường nó có thể có những cái phiên rung lắc là gì? Là bắt đầu là xoắn rồi À, bắt đầu là đám rồi. Là gì? Là bắt đầu là bán. À, chạm các lỗ 4 trăm là bán. Sau khi bán xong á là sỉ sò bởi vì cái việc mình bán ra là bán gì bán là mình đã sợ rồi thì khi mà thị trường nó chỉnh xong là nó, nó sẽ tăng lại nó cân bằng lại và khi mà thị, anh, thị, trường nó đi lên lại á, là anh chị sẽ nghi ngờ và khi mà chị liên nghi ngờ là anh chị sẽ lỡ sống cái nhịp rồi vì sao anh chị lại lỡ sống những cái mặt cổ phiếu như khu nghiệp là bởi vì anh chị gì anh chị bị mua lân lẫn và anh chị đếm phiên phân phối quá nhiều em nói với anh chị nha nếu anh chị nào muốn mua được thị trường trong cái dịp sắp tới á, bớt đếm phiên phân phối đi và có thể tham gia trong khách hàng em. thì sắp tới thì em sẽ định hướng với nhiều anh chị khách hàng là những cái mã cổ phiếu nào là những cái mã cổ phiếu nó sẽ tiếp tục có sống trong sắp tới à, à thì sắp tới thì sẽ định hướng với anh chị nhưng mà trong cái video ngày hôm nay thì em muốn chia sẻ với anh chị vấn đề về tư duy tức là cái tư duy ở mỗi giai đoạn mình nên mình nên có một cái tư duy như thế nào bởi vì em nói với anh chị này là cái vấn đề cổ phiếu nó không có quan trọng đâu nó cũng quan trọng nhưng mà anh chị phải thay đổi cái tư duy của mình ra trước thì anh chị mới mua bán được đúng không ví dụ như anh chị nhiều anh chị nắm những cái mã cổ phiếu như gvr đây nắm gì mới uh, mua chỗ này tức là anh chị mua đúng nha nhưng mà lên tầm khoảng nhiêu tầm khoảng bao nhiêu tầm khoảng hai 24, 24.5 bốn năm bán có nhiều người chị bán cây này nữa chứ khổ <laughs> gì ghê em thấy là có nhiều người chị bán luôn cây này là bán không? Đó. tức là chị không có tầm nhìn và không có mũi tư duy với những cái cổ phiếu mạnh thì sao thì anh chị bán cái con bò anh chị bán cái con tâm hồn anh chị đi mua cái con thép riêu à rồi cái gì anh chị đi mua cái những cái con thép riêu đó, như thế nó chỉnh banh xác không thì đó cái tư duy hình dung ạ đó, thì ngày hôm nay thì em sẽ không nói quá nhiều về cái mặt về ờ uh, thị trường nó chỉnh về bao nhiêu đâu Nhưng mà vấn đề về mua, đây không phải là một dòng nông, anh chị mua luôn tôi Và sắp tới thị trường nó sẽ diễn ra một cái quá trình nghỉ ngơi Em nói nghỉ ngơi tức là thị trường nó biến động đi ngang rồi điều chỉnh gì thử kệ đó Em không quan tâm Em chỉ quan tâm sắp tới là ờ, uh, là với những anh chị nhà tư sắp tới vào râm khách hàng của em Em sẽ chọn những cái mặt cổ phiếu nào cho anh chị mua cái vấn đề và cái công việc của em là như vậy thôi chứ em không có vẻ à, là thị trường nó về một một trăm tám mươi hay là thị trường nó phải về ngàn hai lỡ thị trường nó về ngàn hai trăm sao vậy là lỡ sống à mà nó mua mà lỡ sống sao nên làm sẽ không nói quá nhiều về cái mặt điểm số để cho anh chị bớt sợ đi để cho anh chị gì bớt neo theo đi Hình dung à? Ok, đó là vấn đề về mua. Anh chỉ phải đợi một cái nhịp nghỉ ngơi đủ tốt của thị trường. Thì em đánh giá với chị là cái quá trình nghỉ ngơi của thị trường á nó có thể trong vài phiên hoặc lâu hơn nó có thể trong vòng tầm 2 đến 3 tuần. Em sẽ không nói vấn đề vào đó quá nhiều. Nhưng giai đoạn hiện tại nó không phải là một trận anh chị mua lung tung. Mua lung tung là kẹp. Ok. Cái thứ hai là vấn đề về bán. Thì đối với những cái mặt cổ phiếu ngân hàng á thì em em có cho nhiều anh ba nói nhiều chị khách hàng là không bữa thì tầm khoảng 2 3 phiên rồi đây là bắt đầu là chốt rồi. À. Ok. Nhưng mà với những cái mặt cổ phiếu hold và những cái mặt cổ phiếu nắm giữ và những cái mã cổ phiếu có trên mạnh trong một nhóm ngành mạnh đặc biệt là với những chị nào đang nắm những cái mặt cổ phiếu như ngân hàng nha hoặc là những cái mặt cổ phiếu như công nghiệp nha đừng có nghĩ đến bán nếu mà chị bán những cái mã cổ phiếu đó thôi rút tiền gửi tiết kiệm luôn không? đừng đừng có, đừng có vô thị trường nữa bởi vì vô thị trường nữa, sau này cũng cũng ăn gì cũng ăn bồ à? sau này cũng ăn đạp à? và sau này cũng ăn cái đỉnh à? em nói chị thẳng thẳng như vậy luôn đó, với những cái mặt cổ phiếu mạnh là anh chị phải giữ lại và nắm chắc cho nó giận bởi vì anh chị phải anh chị phải tư duy một cái một cái điều đơn giản như này một cái nhóm ngành mà nó đã leader và một cái nhóm mà mà đã có sống ấy, mà nó còn chết ấy, là thị trường này chết hết em nói gì là những cái cổ phiếu như ECB này, mời ban này, CTG này, hay là những cái mặt cổ phiếu như HCG, VR mà nó gãy á, mà đau đang các kiểu á, là thị trường này là coi như đi bụi. Tức là mình đã nắm được những cái mặt cổ phiếu nó không thể chết rồi và nó khó chết nhất thị trường rồi, thì phải nắm giữ những cái mặt cổ phiếu tâm hồn lại. Thì đó là cái tư duy mà bao năm em đầu tư và bao năm tư vấn em vẫn giữ một cái tư duy đó. Anh chị hình dung không à? ạ? Ok. Và cái tư duy đó thứ nhất ấy, là mình sẽ có vị thế tốt mình có thể chấp được chỉnh em nói gì là anh chị nào đang nắm những cái mặt cổ phiếu như gvr mà chỉ có vị thế tốt nha đêm về anh chị ôm vợ ôm con ôm chồng ngủ ngon nó ngon ơi là ngon nhưng mà em nói với chị là anh chị bán chỗ này anh mua chỗ anh chị anh chị bán chỗ này anh chị mua lặng ngày này sắp tới đó. thì chúng nó chỉnh nha là cái mà cổ phiếu ít nhất là lỗ tầm em nói em nói chung chung ha lỗ tầm khoảng ba bốn phần ba bốn là đêm về mất ngủ đó vợ uh, chồng con ôm ôm ấp các kiểu là gì là bắt đầu chán đó, không muốn sờ các kiểu đúng không vậy anh chị nào đã đầu tư trên thị trường nhiều năm anh chị sẽ hiểu những ý này của em thì đã chúng ta gọi là cái vấn đề ở gì ở vị thế cái vị thế nó sẽ quyết định được cái tâm lý và cái khuynh hướng của mình xử lý như thế nào thì nó, nó nằm rất là nhiều ở vị thế đó, nên là với những cái mà cổ phiếu nằm trong dòng mạnh có vị thế tốt hoặc với những cái mà cổ phiếu riêng lẻ em nói là riêng lẻ nha bởi vì hiện tại vẫn có rất nhiều những cái mã cổ phiếu riêng lẻ nó mạnh chị ví dụ như CSV này em thấy là có rất nhiều chị nắm được những cái mã cổ phiếu có vị thế này thì em là cứ nắm chấp nhận không có vấn đề gì đâu hoặc là những cái mã cổ phiếu như lát này nhiều thấy nhiều nhiều chị nhắn em là có mua được những cái mã cổ phiếu như này á, thì chị vẫn nắm vô tư có vấn đề gì đâu bởi vì đây là những cái mã cổ phiếu nó đã có trend rồi tức là nó đã có xu hướng rồi hoặc là những cái mã cổ phiếu như Dabaco này em đánh giá là với những cái mã cổ phiếu mà nó riêng lẻ mà nó mạnh như này á, thì vẫn nắm giữ vô tư không có vấn đề gì đó, tức là những cái mạnh nó có sống và nó mạnh và một vài cổ phiếu riêng lẻ có trend mạnh á, thì em là vẫn nắm giữ không có vấn đề gì chừng nào nó banh sát và các kiểu bạn bởi vì nhiều lúc nó chỉ đi ngang thôi hoặc là nhiều lúc thị trường nó chỉnh đó. là thị trường nó cái cổ phiếu nó còn tăng vậy anh chị thấy này anh chị thấy hồi nãy em nói với cái cổ phiếu anh chị là thị trường chỉnh nó còn tăng đó. chứ đừng nói là nó dạ, giảm bởi vì bởi vì nó đã có xuống rồi anh dũng ạ à? ok đã thì đó là cái vấn đề về xử lý cũng như cái định hướng cho những chị nhà đầu tư à, trong đầu video ngày hôm nay à, nói chung là năm nay là một cái năm em đánh rất là đơn giản thật sự với nhiều anh chị nào năm nay thì làm một cái năm em sẽ không tức là em sẽ không có hoạt động quá nhiều em tức là em sẽ tức là những cái gì mà chất lượng nhất thì em sẽ chia sẻ với anh chị những cái gì mà quan trọng nhất và tâm huyết nhất và qua bao nhiêu nhiều năm em đầu tư và nhiều năm tư vấn á, thì em sẽ trao cho anh chị em sẽ không câu làm quá nhiều những cái nội, nội dung nó quá lan man À, ví dụ như là cái gì mà nó liên quan đến kiến thức, nó liên quan đến cái trọng tâm và liên quan liên quan đến vấn đề về tư duy hay là vấn đề về tâm nhìn và cổ phiếu thì em sẽ tập trung em sẽ trao đổi với anh chị. Và năm nay là bởi vì cũng là một cái năm em quản lý rất là nhiều những anh chị khách hàng và ví dụ như room em là một cái room nếu mà tổng cộng lại tất cả anh chị khách hàng thì room tầm khoảng là hơn 500 tỷ, 560 tỷ, tức là cái tệp khách hàng của em là rất là lớn. Đó, nên là năm nay làm cái công việc và cái tần suất làm việc của em khá là nhiều. Đó nên là em những cái gì mà em chia sẻ với chị là những cái gì mà em tâm huyết nhất qua những năm em đầu tư và với những năm em tư vấn cho rất là nhiều chị khách hàng rồi thì em sẽ trao đổi với chị trong những cái video. Đó nên là chị xem video thấy hay và giá trị thì nhớ like à, và nhớ like và đăng ký kênh cái video của em ngày hôm nay. Rồi, đó thì đó là về cái những cái chia sẻ mà em chia sẻ trong cái video ngày hôm nay thôi còn về còn lại á, thì chúng ta phải đợi cho thị trường nó nghỉ ngơi như nào á, thì chúng ta sẽ tính tiếp là chúng ta sẽ tính tiếp anh chị ha thì trường ví dụ như chị thị anh chị luôn là thị trường đi lên nó chậm này Thị trường đi lên nó chậm này anh chị tức là nó em gọi là nó chậm lại thì nhiều lúc anh là nó chỉ đi ngang thôi nha chứ nó nhiều lúc nó không có chậm đâu hoặc là ví dụ như khi thị trường đi lên nó chậm này nó chậm một cây hai cây rõ lên rồi nó chậm một cây hai cây rồi lên anh nhau hoặc là khi mà thị trường đi lên nó chậm này nhau nó chậm một cây một cây hai cây rồi nó lại lên hoặc là ví dụ khi mà thị trường đi lên nó chỉnh anh chị nó chỉnh một cây rồi lên nó chỉnh một cây hai cây khi này cũng như là không có giảm nhiều rồi lên hoặc là chỉnh một cây rồi lên tại nó nó chỉnh nó có nhiều đó anh em tức là cái quá trình nghỉ ngơi của thị trường một là đi ngang hai nhiều lúc nó chỉnh cây hai cây đó ok đó nên là em nghĩ là thị trường sắp tới cái quá trình đó nó diễn ra có thể là trong vòng từ 1 đến 2 tuần nói chung là em cũng không có đón gì chừng nào mà gì mà thị trường nó tạo ra cơ hội và em nói chia sẻ với anh chị một cái bí mật này tối nay mất ăn mất ngủ này nè chia sẻ với anh chị một cái câu nói mà nghĩa là anh chị nào nghe xong cái câu nói ngày hôm nay là anh chị sẽ mất ăn mất ngủ này ok nghe kỹ nha qua cái nhịp biến động lần này của thị trường thị trường nó sẽ vào pha mạnh nhất mất ăn mất ngủ đây là như vậy qua cái nhịp biến động sắp tới của thị trường tức là nó xử lý cái cảng này thị trường nó sẽ vào pha mạnh nhất đây là chị không qua cái nhịp biến động này anh chị bất định cái này là thị trường nó sẽ vào pha có thể là kinh khủng nhất trong một sóng hoặc là qua khi mà thị trường đi lên thì nó cứ lù lù nó biến động về cản các kiểu nhưng mà qua những cái biến động thị trường nó có thể bước vào một cái pha bứt tốc anh à, nhau nè biến động lên chỉnh lên chỉnh lên rộn rồi này nhưng mà qua một cái nhịp biến động bứt tốc anh à, nhau hoặc là ví dụ như đi lên này lên chỉnh lên chỉnh lên đi ngang lên rộn nhưng mà nhìn qua những biến động mà tóc tốc đó nếu làm nó gì là một cái câu nói làm cho người là mất ăn mất ngủ này qua một cái nhịp biến động và nghỉ ngơi trong sắp tới của thị trường thị trường nó sẽ bước vào một cái chu kỳ xin lỗi chị thì trường nó sẽ bước vào một cái nhịp tăng có thể mạnh nhất trong một trên lần này đó nó như như vậy thôi chị anh chị thôi là anh chị đổ mất ăn mất ngủ chưa đó ok nên là với những nhà đang nắm những cái mạng cổ phiếu với những cái vị thế tốt và nó có sống thì cầm mà nắm thì ráng mà nắm đây ráng mà nắm cái gì anh chị nhìn này anh chị thấy không anh chị thấy nó tăng nó cứ lù 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 nhưng mà nhìn này thấy chưa đó hoặc là ví dụ như này đó nó cứ lù 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 đồng cuối này anh em, hoặc là những cái mặt cổ phiếu gì CTG đây sống 2020 đấy chị sống 2020 2021 đánh CTG này anh chị nhìn này nó lên nó chỉnh nó lên nó rổ nhưng mà nhìn đoạn cuối này ghê không đó. nên là với những anh chị nào đã nắm được những cái mặt cổ phiếu rồi thì ráng mà nắm ráng mà nắm để, để để, ăn được những giai đoạn như vậy đã thêm đó chỉ là qua cái nhịp biến động nghỉ ngơi của thị trường sắp tới thị trường nó sẽ bước vào một cái nhịp tăng có thể là mạnh nhất trong một cái chu kỳ lần này rồi đó là điểm đầu tiên rồi cái điểm thứ hai cũng mất ăn mất ngủ này, này. điểm thứ hai cũng mất ăn mất ngủ này đây trong buổi tối ngày hôm qua cũng có nói với nhiều chị, nhiều chị khách hàng này đâu rồi ta đây đây đây, đây. ok nói này cũng mất ăn mất ngủ này hiện tại là em đã nhìn ra hai dòng nó sẽ có sống tiếp theo sau ngân hàng và khu công nghiệp rồi tham minh trong vòng 3 tuần và một tháng nữa nên là với những anh chị nhà tư thứ nhất đã lỡ sóng ngân hàng và khu công nghiệp. Cái thứ hai á, là chưa dùng hết tiền. Anh chị nào còn tiền? Tức là tức là với một số vốn chị định dùng đúng không? Chứ em không nói anh chị bơm vốn nha. Tức là ban đầu tức là từ đầu sóng anh chị chuẩn bị vốn 1 tỷ mà trong cái nhịp rồi anh chị chỉ đưa vào tầm khoảng 700 triệu à. Anh chị còn 300 triệu anh chị chưa dùng. Đã chứ không phải em nói anh chị bơm vốn nha anh chị. Tức là anh chị định bỏ số vốn rồi nhưng mà anh chị chưa dùng hết tiền. Hết tiền. Hoặc cái nhịp rồi anh chị nào vẫn chưa tham gia được thì chuẩn bị mà, chuẩn bị mà đắt. Nãy thì em nói gì là anh chị xem cái video ngày hôm nay của em xong á là đem về mất ăn mất ngủ. Cái thứ nhất này là qua cái dịp nghỉ ngơi của thị trường sắp tới á thì trường nó có thể nha anh chị, bước vào một cái nhịp mạnh nhất. Thị trường nó nói gì là thị trường nó chưa đi lên nhiều đâu. Thị trường nó chưa lên cái nhiều nó chưa lên nhiều đâu anh chị. Thị trường như này nó lên gì? Anh chị nhìn thị trường nó gớm gớm nó cao cao nhưng mà thị trường nó chưa lên đâu. Đó, thị trường nó chưa lên đâu anh chị. Mà thị trường nó chỉ thật sự mạnh anh chị. Sau cái dần này hoặc có thể sau một cái dần nữa nhưng mà trong những cái nhịp ở phía sau khi mà thị trường nó nói gì là khi mà thị trường nó bước được cái này anh chị là thị trường nó bay khỏi nó luôn á anh chị ha rồi cái thứ hai là gì qua cái nhịp biến động sắp tới sẽ có tầm 1 đến hai nhóm ngành nữa nó sẽ vào sóng sau ngân hàng và sau bất động sản khu công nghiệp đó thì nên là nếu nếu anh chị này những anh chị nào nhịp rồi đứng ngoài quan sát nhịp rồi đếm phiên phân phối hay là gì nhịp rồi là vẫn chưa dùng hết tiền thì chuẩn bị gì chuẩn bị mà đánh đó thì ngày hôm nay thì em nói chỉ là một cái video em nói rất là đơn giản em nói cho nó vấn đề về tầm nhìn và tư duy thôi nhưng mà đêm nay nhiều chị mất ăn mất ngủ nào em nói với chị đơn giản thôi nào còn nếu anh chị nào muốn đồng hành cùng em ở trong room khách hàng á trong room khách hàng thì em sẽ ưu tiên cho những chị khách hàng trong room trước phải đặc biệt lên như vậy nào, trong room khách hàng thì em sẽ ưu tiên cho những chị khách hàng trong room sắp tới khi nào thị trường nó biến động xong nó nghỉ ngơi xong anh chị nói em không dùng từ chỉnh nha em không dùng từ sạp nha em chỉ dùng từ nghỉ ngơi thôi bởi vì cái bản chất cái gì là thị trường nghỉ ngơi không phải là thị trường nhiều lúc nó phải giảm mà nhiều lúc thị trường nó chỉ đi ngang thôi hoặc là thị trường nó chỉnh cây hai cây thôi anh chị nên là em sẽ không dùng từ chỉnh các kiểu để cho anh chị sợ mà em dùng từ nghỉ ngơi còn thị trường nó nghỉ ngơi thì thường nó sẽ trong quá trình trong vòng một hai tuần thì cứ để cho thị trường nó biến động cái kệ đó ok rồi cái thứ hai là sau nhịp biến động sắp tới sẽ có tầm khoảng từ 1 đến 2 nhưng mà em nhìn tầm khoảng hai hai nhóm ngành sẽ tiếp tục nó có sống qua cái nhịp sắp tới nên là anh chị muốn đồng hành cùng em ở trong lúc hàng thì cứ liên hệ qua hai bạn trợ lý của em. số điện thoại thì mà để dưới màn bạn dung và bạn trên để có thể đăng ký vào chúng ta đồng hành cùng nhau trong cái nhịp sắp tới nhịp vừa rồi thì anh chị đã lỡ hẹn với kênh tức là đã lỡ hẹn với em rồi và đã vào rung bị trẻ rồi thì nhịp này ráng mà vô shop để có thể chúng ta đánh cùng nhau và cùng kiếm tiền trong cái nhịp này ok đó thì cảm ơn chị rất là nhiều đã theo dõi cái video của em ngày hôm nay đã trước khi mà chị rời đi thì anh chị nhớ bỏ ra vài giây nhấn giúp em một cái nút like cũng như là một cái nút đăng ký kênh subscribe kênh nếu anh chị chưa đăng ký anh chị like và đăng ký kênh nhiều để biết được là video ngày hôm nay á, nó có hiệu ích với anh chị nhà tư hay là không và nó có phải thật sự là đêm nay làm chị mất ăn mất ngủ hay không nếu chị cảm thấy được đó thì like và đăng ký kênh hoặc là có thể để làm một cái lời bình luận gì đó để em xem thì anh biết là nhiều chị thích video ngày hôm nay thì sắp tới em sẽ chia sẻ với anh chị nhiều những kiến thức giá trị hơn còn nếu chị muốn đồng hành cùng em vào trong lớp khách hàng muốn nhận được những cái khuyến nghị mới nhất và sớm nhất thì có thể tham gia qua hai bạn trợ lý của em bạn Dung và bạn Trinh số điện thoại em để dưới mình hình à, trên màn hình anh chị thấy á rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều đã theo dõi cái video của em ngày hôm nay hẹn gặp lại cả nhà trong những cái video kế tiếp xin chào mọi người